Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Thì mình tên là Kiều Trang, hay là quý anh chị và các bạn cũng có thể kêu mình là Yuki cũng được. Thì hôm nay mình rất vui tiếp tục cùng quý anh chị và các bạn chia sẻ chủ đề tiếp theo số 190. Đó là các câu giao tiếp thường dùng, sạch dùng còn túng quả. Thì đại khái là mình giới thiệu cho quý anh chị và các bạn đó là 17 câu giao tiếp rất thực dụng bằng tiếng Quảng Đông người Hồng Kông hay nói, không chị bạn? Thì đó là những câu như thế nào, chúng ta bắt đầu ha. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói bạn đã đi đâu chơi vào ngày lễ Giáng sinh thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này quý anh chị bạn. Số 1, xin tan chi lị hơi chỏ biến tù quản. Xin tan chi lị hơi chỏ biến tù quản. Xin tan chi lị hơi chỏ biến tù quản có nghĩa là bạn đã đi đâu chơi vào lễ Giáng sinh. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích thôi quý vị bạn. Chịt có nghĩa là lễ, sinh tan chịt có nghĩa là lễ Giáng sinh hay là lễ Noel ha. Lị là bạn, hơi là đi, hơi chỏ là đã đi, là quá khứ ha quý vị bạn, là cái thì quá khứ. Hơi chỏ là đã đi. Biến tù là ở đâu, quản là đi chơi, quản là chơi. Lị hơi chỏ biến tù quản có nghĩa là bạn đã đi đâu chơi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Sinh tan chi lị hơi chỏ biến tù quản. Sinh tan chi lị hơi chỏ biến tù quản có nghĩa là Noel bạn đã đi đâu chơi, hay là bạn đã đi đâu chơi vào ngày lễ Noel. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói là tôi đã đi Trung Quốc du lịch thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này hả quý chị bạn. Số 2, ngõ hơi chỏ chúng cọt lợi hàng. Ngõ hơi chỏ chúng cọt lợi hàng. Ngõ hơi chỏ chúng cọt lợi hàng có nghĩa là tôi đã đi Trung Quốc du lịch. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Ngõ là tôi, hơi là đi, hơi chỏ là đã đi ha quý chị bạn. Hơi chỏ là đã đi. Chúng cọt có nghĩa là Trung Quốc. Lợi hàng có nghĩa là du lịch. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu nè. Ngọ hơi chỏ chúng cọt lợi hàng. Ngọ hơi chỏ chúng cọt lợi hàng có nghĩa là người ta muốn nói tôi đã đi Trung Quốc du lịch. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói thế còn bạn, bạn đã đi đâu chơi thì chúng ta nói như thế nào? Có ai biết không? Nói như thế này hay quý chị bạn. Cẩm lị lé, lị hơi chỏ biến tù quản. Cẩm lị lé, lị hơi chỏ biến tù quản có nghĩa là thế còn bạn, bạn đã đi đâu chơi thì chúng ta cùng nhau giải thích nè. Cẩm lị lé hay là lị lé đều có nghĩa là thế còn bạn. Lị hơi chỏ biến tù quản, lị hơi chỏ biến tù quản. Thì chúng ta đã biết rồi cái câu số 1 chúng ta đã giải thích rồi đó. Lị hơi chỏ biến tù quản có nghĩa là bạn đã đi đâu chơi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Cẩm lị lé, lị hơi chỏ biến tù quản. Cẩm lị lé, lị hơi chỏ biến tù quản có nghĩa là thế còn bạn, bạn đã đi đâu chơi. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói như thế này. Tôi cùng bạn bè đã đi xem phim thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này hả quý chị bạn. Số 4, ngọ thùng phần dậu hơi chỏ thảy hay. Ngọ thùng phần dậu hơi chỏ thảy hay. Ngọ thùng phần dậu hơi chỏ thảy hay có nghĩa là tôi cùng bạn bè đã đi xem phim. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích ha quý chị bạn. Ngọ là tôi, thùng là cùng hay là và, phần dậu là bạn bè, hơi là đi, hơi chỏ là đã đi, là thì quá khứ, hơi chỏ là đã đi. Như đâu, thảy hy có nghĩa là xem phim ha quý chị bạn. Thảy hy có nghĩa là xem phim. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Ngọ thùng phần dậu hơi chỏ thảy hy. Ngọ thùng phần dậu hơi chỏ thảy hy có nghĩa là tôi
cùng bạn bè đi xem phim. Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói kế đó ăn bữa cơm Noel hoành tráng thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này quý anh chị bạn, câu số 5. Cánh chừa sực sinh tan tài chán. Cánh chừa sực sinh tan tài chán. Cánh chừa sực sinh tan tài chán có nghĩa là cái đó ăn bữa cơm Noel hoành tráng. Chúng ta cùng nhau giải thích nè. Cánh chừa, cánh chừa có nghĩa là kế đó hay là sau đó, như thế nào. Sịt, sịt có nghĩa là ăn, sinh tan là Giáng sinh, tài chán là cái bữa ăn lớn, cái bữa ăn có vẻ sang trọng không chị bạn. Sinh tan tài chán, sinh tan tài chán. Có chán có xì giấm, chúng ta không đọc sán, không đọc tán, không đọc thán, mà là chán, chán tài chán. Sinh tan tài chán có nghĩa là bữa cơm Noel hoành tráng hay là bữa cơm Noel sang trọng. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Cánh chừa sực sinh tan tài chán, cái đó ăn bữa cơm Noel hoành tráng. Rồi tiếp tục, chúng ta muốn nói ăn món gà tây uống rượu vang đỏ vậy thôi thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Số 6. Xịt phở cấy dẫm hùng chẩu cẩm lốt. Xịt phở cấy dẫm hùng chẩu cẩm lốt. Xịt phở cấy dẫm hùng chẩu cẩm lốt có nghĩa là ăn món ăn gà tây uống rượu vang đỏ vậy thôi. Chúng ta cùng nhau giải thích. Xịt là ăn, phở cấy, phở cấy là gà tây, không chị bạn? Gà tây hay là gà Mỹ. Xịt phở cấy là ăn món gà tây. Dẫm là uống, hùng chẩu là rượu đỏ. Dẫm hùng chẩu, dẫm hùng chẩu có nghĩa là uống rượu đỏ. Cẩm lố đại khái có nghĩa là vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Xịt phở cấy dẫm hùng chẩu cẩm lố. Xịt phở cấy dẫm hùng chẩu cẩm lố có nghĩa là ăn món gà tây uống rượu vang đỏ vậy thôi. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói bạn cũng đã trải qua mùa Giáng sinh muôn màu muôn sắc thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Số 7. Lệ tú co chỏ chính chỏi kè sinh tàn chịp. Lệ tú co chỏ chính chỏi kè sinh tàn chịp. Lệ tú co chỏ chính chỏi kè sinh tàn chịp có nghĩa là bạn cũng đã trải qua mùa Giáng sinh muôn màu muôn sắc. Thì chúng ta cùng nhau giải thích nè. Lệ là bạn, tú là cũng, co chỏ có nghĩa là trải qua. Lệ tú co chỏ có nghĩa là bạn cũng đã trải qua. Trải qua cái gì? Chính chỏi, chính chỏi, co chỏi cũng có xì nhắm. Chúng ta không đọc sỏi, không đọc tỏi, không đọc thỏi, mà là chỏi, chỏi, chính chỏi, chính chỏi có nghĩa là muôn màu muôn sắc. Ke là của, sinh tan chi là lễ Giáng sinh hay là lễ Noel. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Lễ tú co chỏ chính chỏi ke sinh tan chi. Lễ tú co chỏ chính chỏi ke sinh tan chi có nghĩa là bạn cũng đã trải qua mùa Giáng sinh muôn màu muôn sắc. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói cũng cho là như thế đi thì chúng ta nói như thế nào? Cũng cho là thế đi, chúng ta nói như thế này. Tú xuyên hài cảm lá, tú xuyên hài cảm lá, tú xuyên hài cảm lá, tú xuyên hài cảm lá có nghĩa là cũng cho là như thế đi. Tú là cũng, hài cẩm có nghĩa là như thế. Tú xuyên hài cẩm lá có nghĩa là cũng cho là như thế đi ha quý chị bạn. Rồi rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói đời người ngắn ngủi, vui vẻ cũng là một ngày, không vui vẻ cũng là một ngày. Tại sao không vui vẻ chút để sống thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này ha quý chị bạn. Số 9. Dành sắn tuyển chàm
hói sắm, dầu, dắt dặt. Hói sắm, dầu, dắt dặt. Tiểm cải, cản, hói sắm, co, dạch chỉ. Dành sắn, tuyển tràm. Hói sắm, dầu, dắt dặt. Hói sắm, dầu, dắt dặt. Tiểm cải, cản, hói sắm, tí, co, dạch chỉ. Dành sắn, tuyển tràm. Hói sắm, dầu, dắt dặt. Hói sắm, dầu, dắt dặt. Tiểm cải, cản, hói sắm, tí, co, dạch chỉ. Có nghĩa là người ta muốn nói đời người ngắn ngủi, vui vẻ cũng là một ngày, không vui vẻ cũng là một ngày. Tại sao không lựa vui vẻ để sống? Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích thôi quý vị bạn. Dành sắn, tuyển tràm. Tuyển tràm có nghĩa là ngắn ngủi, dành sắn có nghĩa là đời người thôi quý vị bạn. Dành sắn, tuyển tràm thì có nghĩa là đời người ngắn ngủi. Thì như thế nào nè? Hói sắm là vui vẻ. Dầu, dắt dạch. Dắt dạch có nghĩa là một ngày. Dầu có nghĩa là cũng là, hay quý vị bạn. Dầu có nghĩa là tú hầy, là cũng là. Hói sắm, dầu, dắt dạch. Vui vẻ cũng là một ngày. Tiếp tục. Hói sắm là vui vẻ. Hói sắm là không vui vẻ. Dầu có nghĩa là tú hầy, là cũng là. Dắt dạch là một ngày. Hói sắm, dầu, dắt dạch có nghĩa là không vui vẻ cũng là một ngày. Tiểm cải có nghĩa là tại sao. Cản, cản có nghĩa là xỉn chạc, là lựa chọn ha quý bạn. Cản có nghĩa là xỉn chạc. Xỉn chạc là không lựa chọn. Hói sắm là vui vẻ. Hói sắm tí có nghĩa là vui vẻ chút. Co dạch chỉ, co dạch chỉ có nghĩa là qua ngày, sống qua ngày, hay là để sống. Nôm na là như thế không chị bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Dành sắn, tuyển tràm. Hói sắm, dầu, dắt dạch. Hói sắm, dầu, dắt dạch. Tiểm cải, cản, hói sắm tí, co dạch chỉ. Có nghĩa là người ta muốn nói đời người ngắn ngủi, vui vẻ cũng là một ngày, không vui vẻ cũng là một ngày. Tại sao không lựa vui vẻ chút để sống, không chị bạn? Thì cái câu này để mà mình tự an ủi mình hay là an ủi người khác là cần nên sống vui vẻ, không chị bạn? Buồn rồi cũng vậy mà vui thì cũng là một ngày, buồn cũng là một ngày, cho nên chúng ta thà vui sống, không chị bạn? Cố gắng vui để sống. Rồi tiếp tục. Thí dụ như chúng ta muốn nói là nghe cái câu đó rất là hay, chúng ta muốn nói rất đúng, tôi thì cũng nghĩ vậy, thì nói như thế nào? Nói như thế này hả quý chị bạn. Câu số 10. Trinh kho ngọ tố hài cẩm lẫm. Trinh kho ngọ tố hài cẩm lẫm. Trinh kho ngọ tố hài cẩm lẫm có nghĩa là rất đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Cùng nhau giải thích. Trinh kho. Trinh kho có nghĩa là rất đúng hay là chính xác. Ngọ là tôi, tú là cũng, hay là thì. Cẩm lẫm là như thế, cẩm lẫm là như thế, hay là nghĩ vậy, cũng nghĩ như thế, hay là cũng nghĩ như vậy. Cẩm lẫm. Ngọ tú hay cẩm lẫm có nghĩa là tôi thì cũng nghĩ như vậy. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Trinh kho ngọ tú hay cẩm lẫm. Trinh kho ngọ tố hài cẩm lẫm có nghĩa là rất đúng, tôi thì cũng nghĩ vậy. Rồi tiếp tục. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói thế còn bạn đi Trung Quốc chơi có vui không, thì chúng ta nói như thế nào, chúng ta hỏi như thế nào? Hỏi như thế này ha quý chị bạn. Cẩm lễ lé hồi chúng có quản hói mình hói sắm. Cẩm lễ lé hồi chúng có quản hói mình hói sắm. Cẩm lễ lé hồi chúng có quản hói mình hói sắm có nghĩa là thế còn bạn đi Trung Quốc chơi có vui không? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích thôi quý vị bạn. Tương tự thì cẩm lị lé hay là lị lé đều có nghĩa là thế còn bạn. Thế còn bạn thì sao? Hơi là đi, chúng co có nghĩa là Trung Quốc, quản có nghĩa là chơi, hói sắm là vui vẻ, hói sắm có nghĩa là câu hỏi vui không,
Vui hay không vui thì đơn giản là vui không hói cho bạn. Hói mình hói sắm có nghĩa là vui hay không vui, đơn giản là vui không, là câu hỏi vui không. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Cẩm lị lé, hồi chúng có quản, hói mình hói sắm. Cẩm lị lé, hồi chúng có quản, hói mình hói sắm. À, thế còn bạn đi Trung Quốc chơi có vui không? Rồi tiếp tục, thí dụ như chúng ta muốn nói cũng vui lắm hay là cũng rất là vui thì chúng ta nói như thế nào? Đơn giản, nói như thế này. Số 12, tú hữu hói sắm. Tú hữu hói sắm, tú hữu hói sắm có nghĩa là cũng rất là vui hay là cũng vui lắm. À, tú là cũng, hói sắm là vui, hữu ở phía trước là rất vui, thưa quý bạn. Tú hữu hói sắm có nghĩa là cũng vui lắm. À, ví dụ như chúng ta muốn nói như thế này, tôi đã đi tham quan cây cầu kiến hay là cây cầu kính hay là cây cầu làm bằng thủy tinh, thưa quý bạn. À, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này. Số 13, ngọ hồi chỗ tham cuốn bó lý kiều. Ngọ hồi chỗ tham cuốn bó lý kiều. Ngọ hồi chỗ tham cuốn bó lý kiều có nghĩa là tôi đã đi tham quan cây cầu kiến hay là cây cầu kính. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích nè. Ngọ là tôi, hồi là đi, hồi chỗ là thị quá khứ, các bạn. Hồi chỗ có nghĩa là đã đi. Gì đâu? Chám cuốn, chám cuốn. À, có chám có xì ấm, chúng ta không đọc xám, không đọc tám, không đọc thám, mà là chám, chám, chám cuốn, chám cuốn có nghĩa là tham quan, các bạn. À, khiều, khiều có nghĩa là cây cầu. Bó lý, khiều, bó lý có nghĩa là thủy tinh hay là kiến hay là kính, thưa quý vị bạn. Bó lý khiều có nghĩa là cây cầu kiến. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Ngọ hồi chỏ thám cuốn bó lý khiều. Ngọ hồi chỏ thám cuốn bó lý khiều có nghĩa là tôi đã đi tham quan cây cầu kiến. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói bạn có dám đi cây cầu đó không, thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này, không quý vị bạn. Số 14, lị công câu tạm hàng cỏ thiều khiều. Lị công câu tạm hàng cỏ thiều khiều. Lị công câu tạm hàng cỏ thiều khiều có nghĩa là bạn có dám đi cây cầu đó không? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích. Lị có nghĩa là bạn, câu tạm có nghĩa là dám. Câu tạm có nghĩa là dám, là gan dạ. Câu câu tạm là câu hỏi có dám không, không quý vị bạn. Câu câu tạm có nghĩa là câu hỏi có dám không, thì dám cái gì đó không. Hàng, hàng có nghĩa là đi, hàng có nghĩa là đi. Khiều, khiều có nghĩa là cây cầu, không quý vị bạn. Lượng từ đi chung với nó là thiều. Cái gì mà dài dài đó thì thường lượng từ đi chung với nó là thiều. Thiều khiều là cây cầu. Cỏ có nghĩa là đó, cỏ có nghĩa là đó, không quý vị bạn. Cỏ tù là ở đó, ní tù là ở đây, cỏ tù là ở đó, ní tù là ở đây ha. À, thì cỏ có nghĩa là đó, cỏ thiều khiều, cỏ thiều khiều có nghĩa là cây cầu đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Lị công câu tạm hàng cỏ thiều khiều. Lị công câu tạm hàng cỏ thiều khiều có nghĩa là bạn có dám đi cây cầu đó không. Rồi tiếp tục, thí dụ như bây giờ chúng ta muốn nói thật nhé, tôi cảm thấy thật là sợ lắm, thì sẽ nói như thế nào? Nói như thế này, không biết chị bạn. Câu số 15, lũ sạch cỏn ngọ cọt tắt chánh hầy hủ kén cà. Lũ sạch cỏn ngọ cọt tắt chánh hầy hủ kén cà. Lũ sạch cỏn ngọ cọt tắt chánh hầy hủ kén cà có nghĩa là nói thật nhé, tôi cảm thấy thật là sợ lắm. Chúng ta cùng nhau giải thích thôi cho bạn. Lộ sạch có nghĩa là thật thà. Cỏn có nghĩa là nói. Lộ sạch cỏn có nghĩa là nói thật nhé hay là nói thật lòng. Như thế nào? Ngọ là tôi cọt tắt. Cọt tắt có nghĩa là cảm thấy. Ngọ cọt tắt có nghĩa là tôi cảm thấy. Tôi cảm thấy như thế nào? Chánh hầy. Chánh hầy có nghĩa là thật là. Chánh hầy có nghĩa là thật là. Kén có nghĩa là sợ.
hữu cán có nghĩa là rất sợ. Không biết chị bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Lộ sạch cỏn, ngọ cột tắc chánh hài hữu cán. Lộ sạch cỏn, ngọ cột tắc chánh hài hữu cán có nghĩa là, nói thật nhé, tôi cảm thấy thật là sợ lắm, hay là tôi cảm thấy rất là sợ. Rồi tiếp tục. À, thí dụ như chúng ta muốn nói có chút cảm giác ly tâm thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này hả quý chị bạn? Số 16. Dậu tí lì sắm kè cẩm cọt. Dậu tí lì sắm kè cẩm cọt có nghĩa là có chút cảm giác ly tâm. Dậu có nghĩa là có tí. Dậu tí có nghĩa là có chút. Có chút cái gì? Lì sắm. Lì sắm có nghĩa là lì tâm hả quý vị bạn? Cái là muốn rớt tim á, lì sắm. Kè cẩm cọt, kè là của cẩm cọt là cảm giác. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Dậu tí lì sắm kè cẩm cọt. Dậu tí lì sắm kè cẩm cọt có nghĩa là có chút cảm giác ly tâm. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta tới câu sau cùng. Thí dụ như chúng ta muốn nói có cơ hội tôi cũng muốn đi đến đó trải nghiệm xíu thì chúng ta nói như thế nào? Nói như thế này ha quý chị bạn. Số 17. Dậu ký mùi ngọ tú sởn hơi cỏ tù thảy diềm hạ. Dậu ký mùi ngọ tú sởn hơi cỏ tù thảy diềm hạ. Dậu ký mùi ngọ tú sởn hơi cỏ tù thảy diềm hạ có nghĩa là người ta muốn nói có cơ hội tôi cũng muốn đến đó trải nghiệm xíu. Thì chúng ta cùng nhau giải thích nè. Dậu là có, ký hùi là cơ hội. Dậu ký hùi có nghĩa là có cơ hội. Có cơ hội gì? Ngọ. Ngọ là tôi. Nếu mà có cơ hội thì ngọ là tôi. Tú là cũng, sẵn hôi là muốn đi, đi đâu. Cỏ tù có nghĩa là đi đến đó. Cỏ tù là cái nơi đó. Thảy diềm là trải nghiệm. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại nguyên câu. Dậu ký hùi ngọ tố sởn hồi cỏ tù thảy diềm hạ. Dậu ký hùi ngọ tố sởn hồi cỏ tù thảy diềm hạ có nghĩa là người ta muốn nói có cơ hội tôi cũng muốn đi đến đó trải nghiệm xíu. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình ha. Thì mình hy vọng là quý anh chị và các bạn cũng thích nó, và quý anh chị và các bạn cũng cố luyện tập những cái mẫu câu ha. Nói tới nói lui thì quý anh chị và bạn sẽ giỏi. Và thì bây giờ đó, mình có một cái đàm thoại ngắn nói về cái chủ đề hôm nay. Thì xin mời quý anh chị và các bạn lắng nghe. Sinh tan chị lì hơi gió biên đồ quán. Ngô hơi gió Trung Quốc lợi hẳn. Cảm lì lê, lì hơi gió biên đồ quán. Ngô thùng phần yếu hơi gió thấy hề. Gần dù xịt sinh tan đà chán. Xịt phổ cây, giấm hồng dấu cũng lo. Lì đô gò dùa tinh chói kè sinh tan chị. Đâu xuyên hài gầm la. Dần sân tuyến chạm. Khoi xâm dầu yết giật. Khoi xâm dầu yết giật. Tiếm ca hùm cắn. Khoi xâm đi gò yết giật. Chính khóc. Ngô đô hài gầm lắm. Gầm lì lê. Hồi Trung Quốc hoán khoi hùm khoi xâm. Đô hù khoi xâm. Ngô hùi gió tham quan bó lê kiều. Lì gâu hùm gâu đám. Hàng gó thiều kiều à. 老实讲，我觉得真系好惊噶，有啲离心嘅感觉。有机会我都想去嗰度体验下。非常好，去体验下啦。